Bài 69. Ôn tập Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Trò chơi học tập Đoán chữ. Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại phù hợp với từng nội dung sau. Dòng 1, 6 ô, tính chất của đất đã bị xói mòn. Dòng 2, 7 ô, đồi cây đã bị đốn hoặc đốt trụi. Dòng 3, 4 ô, là môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm. Nếu bị tàn phá, sẽ làm khí hậu bị thay đổi, lũ lụt hạn hán xảy ra thường xuyên. Dòng 4, 9 ô, của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên mà con người sử dụng. Dòng 5, 8 ô, hậu quả mà rừng phải chịu do việc đốt rừng làm nương rẫy, chặt cây lấy gỗ, vân vân. Ở cột dọc, có 5 ô. Đó là một loại bọ chuyên ăn các loại rệp cây. Liên hệ thực tế và trả lời. Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau. 1. Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí? A. Không khí trở nên nặng hơn. B. Không khí bị ô nhiễm. C. Không khí chuyển động. D. Không khí bay cao. 2. Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước? A. Không khí. B. Nhiệt độ. C. Chất thải. D. Ánh sáng mặt trời. 3. Trong các biện pháp làm tăng sản lượng lương thực trên diện tích đất canh tác, biện pháp nào sẽ làm ô nhiễm môi trường đất? A. Tăng cường làm thủy lợi. B. Chọn giống tốt. C. Tăng cường dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu. D. Tăng cường mối quan hệ giữa cây lúa, các sinh vật tiêu diệt sâu hại lúa với sâu hại lúa. 4. Theo bạn, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch? A. Dễ uống. B. Giúp nấu ăn ngon. C. Giúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, đau mắt, v.v. D. Không mùi và không vị.